Hello, xin chào mọi người. Thì hôm nay sau nhà mình sẽ giới thiệu đến các bạn một dòng camera siêu nhỏ, camera ngụy trang, hotline 0395838345. Như trên đây các bạn có thể thấy đây chính là hai mẫu camera ngụy trang ổ cắm điện của nhà mình. Thì những cái mẫu ổ cắm điện này thì khá là phổ thông. Đó, nhà mình thì có hai loại, đó chính là một loại là ổ cắm điện dân dụng. Đấy, ổ cắm điện dân dụng này thì các bạn có thể thấy rất nhiều rồi. Và thứ hai thì sẽ là ổ cắm điện Sofuka. Ổ cắm điện Sofuka này ấy, là cái ổ cắm điện mà nếu mà nhà bạn nào ấy mà sử dụng với nhu cầu cắm nhiều thiết bị ấy mà vừa vẫn có thể theo dõi quan sát này. Đấy, các bạn vẫn muốn lắp cam vào ấy thì để nhưng mà các bạn ổ điện các bạn vẫn cắm nhiều thiết bị nặng tải thì các bạn có thể chọn cái ổ cắm điện Sofuka này của nhà mình. Đấy. Còn không thì các bạn có thể chọn rất nhiều mẫu mã ổ cắm điện. Đấy. Trên kênh của mình thì các bạn có thể lên trên kênh của mình để có thể tham khảo. Đấy. Hoặc là nhà mình cũng có nhận độ chế cam và những cái thiết bị theo yêu cầu. Đó, các bạn có thể liên hệ trực tiếp cho mình qua số điện thoại hoặc Zalo để nhà mình có thể tư vấn chi tiết hơn. Đấy, thì con ổ cắm điện dân dụng này ấy, thì camera của nhà mình ấy sẽ lắp đặt ở đây nhá. Camera của nhà mình sẽ lắp đặt ở cái lỗ tròn này. Đó, lỗ tròn này có những cái chân rắc này thì các bạn vẫn có thể sử dụng cắm điện như bình thường, các bạn vẫn cắm quạt, cắm pin, sạc pin điện thoại, các bạn vẫn có thể cắm bình thường. Còn con này của nhà mình thì đang độ chế cam vào sườn của cái con ổ cắm này. Đây sẽ là mắt camera này, siêu nhỏ luôn này. Đấy. Nhà mình thì cũng có độ chế cam theo yêu cầu nên là các bạn muốn độ chế vào bất kỳ đâu của cái ổ điện này thì các bạn cũng có thể liên hệ cho mình, quay tròn và liên hệ cho mình để nhà mình có thể hỗ trợ cho các bạn lắp camera vào cái chỗ mà các bạn mong muốn. Đó. Thì camera của nhà mình ấy, mắt cam của nó sẽ là 150 độ, hình ảnh của nó sẽ là full 4K siêu nét. Đó, có chức năng kết nối từ xa qua 3-4G, có chức năng cảnh báo chuyển động, ghi hình chuyển động cho các bạn. Âm thanh của nó thì to và rõ ràng. Đấy, nó sẽ có những cái chức năng thu âm hình tiếng như một chiếc camera to bình thường. Đó. Thì sẽ lưu trữ toàn bộ trong thẻ nhớ và kết nối được qua điện thoại để cho các bạn có thể theo dõi từ xa, quan sát từ xa. Đó. Các bạn có thể bảo quản được tài sản cá nhân này, hoặc là các bạn cũng có thể theo dõi được nhân viên ở cửa hàng của nhà mình, nhân viên ở công ty mình. Đấy, hoặc là các bạn có thể bắt trộm hoặc là lưu trữ bằng chứng trực tiếp và cực kỳ là hợp lý cho các bạn. Đấy, sử dụng những cái em này thay những cái con cam to cũng được, tại vì nó sử dụng có những cái chức năng thì sử dụng y như những cái dòng cam to. Đấy, các bạn nào mà không muốn để cho mọi người biết là nhà mình lắp cam thì các bạn có thể sử dụng những cái dòng camera ngụy trang này của nhà mình. Đấy. Thì đây, thì mắt cam của nó nhà mình đã giới thiệu rồi. Mắt cam của nó thì nhỏ đúng bằng một que tăm mà được ngụy trang bằng một cái lỗ thì cực kỳ là kín đáo cho các bạn. Đấy, các bạn sẽ không lo là bị lộ. Đó. Thì camera của nhà mình này cách sử dụng của nó thì cực kỳ là dễ dàng sử dụng. Các bạn chỉ cần kết nối với nguồn điện, các bạn cắm này vào nguồn điện là các bạn sử dụng như bình thường luôn. Và tải app trên điện thoại giống như những dòng cam to. Đấy, các bạn tải app trên điện thoại và sử dụng như những cái dòng cam to. Đấy. Thì bây giờ với những cái nhu cầu mà sử dụng đến những cái dòng camera dọc kính hoặc camera ngụy trang này càng nhiều để giám sát cũng như là theo dõi, quay lại bằng chứng, chứng cứ thì các bạn có thể liên hệ cho mình qua số điện thoại hoặc Zalo thì nhà mình có thể tư vấn trực tiếp và chi tiết hơn cho các bạn. Đấy, shop nhà mình ấy thì có bảo hành 1 năm lỗ 1 đổi 1 và miễn phí ship cho các bạn khi các bạn ở xa. Khi nhận hàng thì các bạn được đồng kiểm với shipper nhá, được bóc hàng, được thử hàng, được test hàng chuẩn đúng như cái video quảng cáo này thì các bạn mới thanh toán. Trong cái trường hợp mà sản phẩm không đúng như mô tả này, không đúng như cái video quảng cáo này thì các bạn có thể hoàn trả hàng cho bên mình mà không mất một đồng phí nào cả. Hàng bên mình thì có 3 test, 3 ship cho các bạn luôn. Và khi các bạn mua hàng của nhà mình ấy thì các bạn sẽ nhận được một cái phiếu bảo hành như thế này. Để khi nào mà nó trục trặc về cái lỗi thiết bị thì nhà mình sẽ bảo hành 1 năm cho các bạn. Đấy, bảo hành đổi mới trong vòng 1 năm nhé. Nên là các bạn cứ yên tâm. Trên cái thẻ bảo hành này thì nhà mình có ghi rõ hai cơ sở của nhà mình ở đây rồi. Đấy, còn không thì các bạn cũng có thể gửi đến địa chỉ mà nhà mình gửi cho các bạn. Đó. Và nhà mình chỉ làm việc dựa trên cái thẻ bảo hành nên là các bạn phải cất cho mình. Đấy. Tại vì phải có thẻ bảo hành thì nhà mình mới biết là đồ của nhà mình để nhà mình có thể bảo hành cho các bạn. Đó. Và thứ hai là khi các bạn ủng hộ
nhà mình bằng cách là ấn đăng ký kênh. Thì nhà mình thứ nhất nhà mình sẽ tặng kèm cho các bạn đó chính là một chiếc thẻ nhớ cho cam để các bạn có thể lưu trữ được dữ liệu đó. Và thứ hai nữa là khi các bạn mua hàng thì các bạn sẽ được free ship đó, được free ship khi các bạn mua online. Và khi các bạn nhận hàng thì các bạn sẽ được thêm một cái tờ hướng dẫn sử dụng camera siêu nhỏ như thế này, bằng chữ tiếng Việt như thế này nhá. Trong cái tờ hướng dẫn này thì nó sẽ có đầy đủ là có đầy đủ hướng dẫn bằng tiếng Việt này. Đấy, và hình ảnh này các bạn có thể làm theo này, đánh dấu thứ tự rõ ràng. Đấy, các bạn có thể đọc và làm theo, nó cực kỳ là dễ dàng sử dụng thôi. Đấy, nó có những cái hình ảnh chụp ấy, nó cực kỳ là các bạn nhìn cực kỳ là dễ để cho các bạn có thể làm theo. Đó. Hoặc là nếu mà các bạn nào ấy mà đọc cái từ hướng dẫn này mà vẫn chưa hiểu ấy thì các bạn có thể gọi điện trực tiếp, gọi qua video Zalo cho mình thì nhà mình sẽ hướng dẫn cho các bạn để có thể kết nối và sử dụng con camera này. Và giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng em này. Các bạn có thể theo dõi mình để xem là con này sử dụng và hoạt động như thế nào nhá. Đó. Thì đây nhà mình sẽ test thử cái con Sofuka này cho các bạn này. Đầu tiên thì các bạn cắm vào nguồn điện cho mình nhá. Đây, để nhà mình cởi cái này ra. Đấy, các bạn cắm vào đây cho mình, cắm vào nguồn điện cho mình. Đấy, các bạn bật lên này là đèn báo như thế này là nó đã vào điện và nó đã hoạt động rồi này. Đấy. Rồi các bạn lấy cái thiết bị điện thoại của các bạn ra này. Các bạn lấy thiết bị điện thoại của các bạn ra. Các bạn ấn vào App Store hoặc là cửa hàng CH Play để tải ứng dụng về máy cho mình. Đấy, đối với dòng iPhone thì các bạn vào App Store, còn đối với những cái dòng Samsung, Vivo, Oppo thì các bạn vào cửa hàng CH Play. Đây cho mình. Ấn vào mục tìm kiếm, nhập chữ Lookcam, LOOKCAM. Các bạn tìm kiếm cho mình Lookcam. Và khi các bạn tìm kiếm thì nó sẽ hiện ra một cái ứng dụng màu xanh nước biển như này, có chữ Lookcam. Các bạn tải về cho mình. Các bạn tải về cho mình nhá. Còn ở đây thì nhà mình đã tải về rồi, nên là ở đây nhà mình đã tải ứng dụng đấy về rồi. Đấy, khi các bạn đã tải ứng dụng đấy về xong thì các bạn ấn vào phần cài đặt của điện thoại cho mình này. Ấn vào phần cài đặt của điện thoại nhá. Khi các bạn ấn tải về xong ok rồi thì các bạn ấn vào phần kết nối này. Các bạn ấn vào phần wifi này. Đấy, khi các bạn ấn vào phần wifi ấy thì các bạn sẽ chờ cho cái tín hiệu của camera phát ra. Cái tín hiệu của camera phát ra ấy, thì nó sẽ là mặc định một chữ cái in hoa đầu tiên này, tiếp theo sẽ là một dãy chữ số và một dãy chữ cái như thế này. Đấy, các bạn ấn kết nối cho mình. Vì đây là cái tín hiệu wifi chứ không, nó không à tín hiệu của cam chứ không phải là wifi, nên là nó sẽ không có wifi, không có cái tín hiệu. Đây, nó sẽ ghi là internet không có sẵn như thế này, thì các bạn cứ giữ kết nối wifi cho mình nhá. Và khi các bạn đã kết nối thành công này, nếu mà nó ghi một dấu tích hoặc là nó sẽ có cái chữ đã kết nối thành công mà không sử dụng internet này là ok. Đó, nó sẽ không ảnh hưởng gì đâu nhá. Và khi kết nối ok như thế này rồi thì các bạn cứ vào ứng dụng là các bạn sử dụng thôi. Đó, các bạn vào ứng dụng sử dụng nhá. Khi các bạn vào ấy thì nó sẽ hiện ra chữ ken hoặc là ok như thế này, nhiều chữ, nhiều máy thì nó sẽ ghi chữ tip. Đấy, hoặc là nhiều máy nó sẽ ghi như này thì các bạn ken cho mình này. Đấy, rồi các bạn ấn vào chữ device online màu xanh, các bạn ken tiếp. Đây, hình ảnh của nó sẽ như thế này. Đó, con này thì cực kỳ là đây. Di chuyển này hoặc là để nguyên thoải mái luôn. Cam của nhà mình thì siêu mượt này. Đấy, camera siêu nhỏ nó mượt như cam những cái dòng cam to luôn. Đó. Đây nhá, chất lượng hình ảnh này siêu mượt này, siêu nét này. Đấy, ở trên đây thì sẽ có đầy đủ ngày giờ tháng năm để cho các bạn có thể làm theo dõi, lấy làm bằng chứng chứng cứ nhá. Đấy, ngày giờ tháng năm này thì cập nhật theo ngày giờ tháng năm của điện thoại các bạn. Điện thoại các bạn ngày giờ tháng năm chuẩn thì nó sẽ chuẩn, cực kỳ là chuẩn. Đó, và ở trên này này các bạn sẽ nhìn thấy nó sẽ có chữ 4K ở đây, thì các bạn nhập vào đây cho mình thì nó sẽ có chữ 4K, 2K, 1080, đây là chất lượng hình ảnh. Thì các bạn có thể chọn 4K hoặc là tùy vào chất lượng hình ảnh mà các bạn mong muốn này. Đó. Và ở dưới thanh công cụ này này, các bạn sẽ nhìn thấy chữ, có một cái loa này. Nếu mà các bạn muốn test nghe xem âm thanh to hơn, to không, rõ ràng hơn, nếu mà các bạn muốn nghe to ấy thì các bạn cứ bật mắt âm lượng điện thoại mình lên rồi các bạn mở ra nhá. Các bạn mở ra là các bạn sẽ nghe được âm thanh của cái con điện thoại này. À, của cái con camera này. Con camera này của nhà mình ấy thì
thì là đang đặt hai gần hai cái thiết bị nên là nó sẽ gây nên là xung đột âm thanh. Âm thanh nó sẽ bị một lần nó sẽ nhỏ hoặc là nó sẽ bị nó vừa nhỏ mà nó bị vang lắm. Đó, nó sẽ bị vang. Còn các bạn muốn nghe âm thanh to thì các bạn cứ bật max âm lượng của điện thoại mình lên là các bạn sẽ nghe âm thanh cực kỳ là to. Còn các bạn mà để thiết bị hai thiết bị gần nhau như thế này như mình nó sẽ âm thanh nó sẽ nhỏ nhá. Đây các bạn bật max âm lượng của điện thoại lên này, nghe âm thanh cực kỳ to này. Đấy và nó sẽ bị vang như thế này này. Đó. Và ở cái loa ở cái mic này sẽ là phần ghi âm này. Chụp ảnh này, quay phim này, ở đây sẽ là hai cái chữ mà chỉnh sửa hình ảnh góc ảnh. Theo các bạn đặt đây mà các bạn chưa thấy mà nó về đúng góc ảnh của mình thì các bạn có thể chỉnh sửa ở hai cái nút này. Ở phần trên này thì sẽ là chỉnh ánh sáng và màu của cái video này nhá. Đó. Và ở cái này là cái chế độ quay ban đêm. Chế độ quay ban đêm này thì camera này nó sẽ không, camera ngụy trang ổ điện này nó sẽ không hỗ trợ ban đêm thì các bạn sẽ không bật cái chế độ này lên. Còn các bạn cứ để bình thường như thế này cho mình. Đó, ở trong đây thì nhà mình đã giới thiệu các chức năng cho các bạn này. Các bạn nhìn là các bạn cũng có thể biết được. Đó. Thì các bạn chỉ trong đây nó chỉ có những cái chức năng chính như thế thôi, cơ bản là như thế. Đó. Và các bạn nào mà muốn kết nối từ xa, muốn quan sát từ xa, theo dõi từ xa thì các bạn phải đạt được cho mình được hai yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất là xung quanh camera, xung quanh con ổ điện này phải có wifi nhá. Khi các bạn để trong nhà có wifi này. Đấy, các bạn muốn xem từ xa thì các bạn phải ấn vào bánh răng cài đặt này để cài đặt này. Đó, các bạn ấn vào phần wifi setting. Các bạn sẽ nhìn thấy wifi của nhà mình này. Các bạn ấn chọn vào, các bạn ấn nhập mật khẩu nhá. Các bạn có thể mở cái mắt này lên để nhìn rõ mật khẩu mình nhập này. Đấy, các bạn có thể mở mắt lên để nhìn rõ mật khẩu mình nhập. Các bạn nhập đúng một lần cho mình nhá, không là các bạn nhập sai là các bạn phải reset lại rồi làm tất cả các bước lại đấy nhá. Đó. Khi các bạn đã nhận ok như thế này rồi, các bạn ok. Và thứ hai là khi các bạn đi xa muốn các bạn muốn xem ấy thì các bạn phải bật mạng các bạn lên nhá. Bật mạng của điện thoại của các bạn lên 3G, 4G hoặc wifi lên thì các bạn xem là các bạn đã có thể xem từ xa, quan sát từ xa rồi. Đó. Nó chỉ có đơn giản như thế thôi. Đấy, còn ở dưới phần photo này là khi các bạn vào cái video trực tiếp này, các bạn chụp trực tiếp ở trong đấy hoặc là quay phim một đoạn ở trong đấy thì các bạn ấn vào phần photo này xem. Còn không thì nó sẽ lưu trữ toàn bộ trong thẻ nhớ và các bạn muốn xem lại thì các bạn ấn vào phần cloud chữ SD ở giữa này. Đó, ở giữa đây. Rồi các bạn ấn vào phần SD file trên này. Đấy, nó sẽ hiện ra toàn bộ file lưu ở trong đây cho các bạn để các bạn có thể xem lại. Đấy. Nó sẽ quay được bằng bao nhiêu thì nó sẽ ở trong đây và khi cái file này nó đầy ấy thì nó sẽ tự động đẩy file cũ và lưu file mới. Đó, nên là các bạn sẽ không phải vào để xóa từng cái đoạn video. Đó. Thì bạn nào ấy mà mua của nhà mình ấy sử dụng của nhà mình nhiều thiết bị cùng một lúc, giống như kiểu là nhà các bạn mua hai cái con cam ổ điện đi và một cái con đuôi đèn. Đấy, một cái con đuôi đèn thì các bạn muốn xem trên cùng một thiết bị điện thoại thì các bạn sẽ nhìn thấy ở góc trái màn hình trên đây, các bạn ấn vào đây nhá. Đấy, thì nó sẽ có hiện nút cộng từng nút này, các bạn ấn vào đây thì nó sẽ hiện ra những cái tín hiệu của cam phát ra, thì các bạn chọn tín hiệu của cam của nhà mình ấy, các bạn chọn vào đây là các bạn đã có thể xem được nhiều video cùng trên một cái thiết bị, nhiều con cam chỉ cùng một cái thiết bị điện thoại. Đó, nó chỉ đơn giản cách sử dụng là như thế thôi. Đấy, thì các bạn nào mà có điều gì phân vân, có điều gì mà chưa biết chưa hiểu thì các bạn cũng có thể gọi điện trực tiếp thì để nhà mình hướng dẫn chi tiết cho các bạn hơn. Đấy, để mình giải đáp thắc mắc cho các bạn thì căn bản là nó sẽ là như thế. Đó, còn trên đây cũng là phần mà mình hướng dẫn cho các bạn. Bạn nào mà có nhu cầu quan tâm đến dòng sản phẩm camera siêu nhỏ hoặc camera ngụy trang của nhà mình thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hoặc Zalo để cho nhà mình có thể hỗ trợ chi tiết và cụ thể hơn cho các bạn. Và sản phẩm của nhà mình thì có bảo hành 1 năm lẫn 1 đổi 1 như nhà mình nói như trên. Đó, thì các bạn mua hàng nhà mình thì các bạn cứ yên tâm vì nhà mình có hai cơ sở, nhà mình có cửa hàng nên là các bạn có thể đến trực tiếp để các bạn tìm hiểu đấy, cho các bạn mua. Còn
Không thì các bạn cứ đặt hàng đi, xong rồi các bạn nhận hàng, các bạn gọi điện trực tiếp cho mình thì mình hướng dẫn sử dụng được. Sử dụng ok thì các bạn thanh toán. Còn không thì lỗi thì các bạn gửi trả hàng cho nhà mình. Đó. Trong cái trường hợp sản phẩm không như mô tả này, các bạn nhận hàng về mà các bạn không sử dụng được thì các bạn có thể hoàn trả hàng cho bên mình. Thì video của mình đến đây thôi. Bạn nào có điều gì thắc mắc thì có thể comment ở dưới phần bình luận cho mình, và nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh của nhà mình. Đấy. Và các bạn hãy ủng hộ nhà mình, nhà mình có thể tặng những cái ưu đãi cực kỳ hời và tri ân khách hàng cực kỳ là hời cho các bạn. Đó. Hoặc các bạn cũng có thể tham khảo những cái mẫu camera khác trên kênh của nhà mình. Trên kênh của nhà mình thì đang có rất là nhiều mẫu camera để phục vụ cho tất cả các nhu cầu của các bạn. Rất là nhiều mẫu camera như kiểu camera cúc áo hoặc camera gì nhiều lắm. Đó. Thì giờ thì xin chào toàn thể các bạn và hẹn các bạn vào những cái video clip tiếp theo.